Cùng kiểm tra khả năng điều khiển nhiệt độ chính xác của bình nước nóng Ariston Andris 2 mới. Andiamo. Tôi chọn nhiệt độ cao để đảm bảo đủ nước nóng cho bồn tắm. 52 độ nhé. Chuẩn rồi. Khi trời không quá lạnh, chỉ cần 46 độ là đủ để tắm thoải mái. Bình nước nóng Ariston Andris 2 an toàn tối đa. Với hệ thống cảm biến nhiệt tối ưu và công nghệ kiểm soát thông minh, điều chỉnh nhiệt độ chính xác đến từng độ C. Mỗi điều kiện cần một nhiệt độ nước nóng khác nhau. Nếu có thể làm hài lòng tất cả mọi người tại spa, Andris 2. Mẹ ơi! Andris 2 chắc chắn làm hài lòng mọi người tại nhà. Perfecto! Bình nước nóng Andris 2, công nghệ kiểm soát thông minh từ chuyên gia Ý.